Neville, Southgate cất cầu thủ hay nhất lên ghế dự bị. Huyền thoại Man United không thực sự hài lòng với cách bố trí nhân sự của Tam Sư ở cuộc chạm trán vừa qua. Dù đang đặt phong độ cao trong áo Manchester City, tuy nhiên Phil Foden lại không thể tìm thấy chỗ đứng trong đội hình Tam Sư. Ngôi sao 22 tuổi chỉ có mặt ít phút trong cuộc chạm trán với Iran, còn ở trận đấu với Mỹ vừa qua, thậm chí anh còn không được Gareth Southgate tung vào sân. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cũng như các huyền thoại tuyển Anh bức xúc. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây, Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích cách dùng người của Southgate. Tôi biết Foden không được đá chính, nhưng việc cậu ấy không được ra sân quả thật là một sự xấu hổ, bởi Foden là một tài năng lớn. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi, tài năng tốt nhất của nước Anh, cậu ấy nên được góp mặt thi đấu. Trong trận đấu vừa qua, tuyển Mỹ đã thi triển đấu pháp hợp lý, khiến tuyến giữa Tam Sư gặp khó trong việc triển khai bóng. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến những phương án tấn công của thầy trò Southgate. Không những thế, họ còn bị đối thủ tạo ra mối đe dọa lớn về phía khung thành. Điển hình như cú dứt điểm đưa bóng đi chạm xà ngang đến từ Christian Pulisic trong hiệp 1. Hòa không đều, tuyển Anh cần phải đến lượt đấu cuối cùng. Tuyển Anh sẽ phải cần đến lượt đấu cuối cùng để định đoạt cơ hội đi tiếp.